2, 1, bắt đầu ạ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình livestream của Trung tâm Thẩm mỹ Doctory. Hôm nay tôi đang vừa thăm khám xong cho một ca phẫu thuật nâng mũi S-line Fujifilm được thực hiện tại Trung tâm Thẩm mỹ Doctory. Và sau khi thăm khám xong thì với kết quả rất là ưng ý thì tôi đã xin phép chị đồng ý cho sử dụng hình ảnh để livestream chia sẻ cho tất cả các chị em đang theo dõi chương trình về kết quả ngay sau khi phẫu thuật. Và chiếc mũi này chúng tôi đã thực hiện sau 7 ngày và bây giờ hiện tại chị theo đúng lịch đã quay lại để thăm khám và cắt chỉ, và chúng ta hãy cùng xem chiếc mũi đã được cải thiện như thế nào các bạn nhé. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng xem một vài hình ảnh trước phẫu thuật để có thể thấy được rõ hơn những cái sự thay đổi của vị khách hàng sau khi mà thực hiện nâng mũi S-line Fujifilm tại Doctory. Như các bạn có thể thấy ở đây trên màn hình của chúng ta, đây chính là hình ảnh trước phẫu thuật mà chúng tôi đã chụp lại của vị khách hàng. Chúng ta có thể thấy là với hình ảnh như thế này thì chúng ta có thể thấy cái sống mũi cũng không được cao, đúng không nào? Đối với một vị khách hàng của chúng tôi thì sống mũi không được cao và cái đầu mũi cũng tương đối là cũng hơi bè bè một chút. Chúng ta có thể thấy đây là một cái chiếc mũi tương đối là đặc trưng đối với cả các chị em phụ nữ của châu Á, đặc biệt là cũng nói riêng, nói chung và cũng như là mũi của các chị em Việt Nam nói riêng. Đó là sống mũi thấp, đầu mũi tẹt, thấp và ngắn, đúng không nào? Và hơi to nữa. Và chúng ta có thể thấy là chiếc mũi như thế này thì cần phải cải thiện về phần sống mũi để khi mà ở góc nhìn thẳng như thế này chúng ta mới có thể thấy được là cái đường nét rõ rệt hơn. Và thứ hai là khi mà chúng ta nhìn ở góc độ khác nhá, với góc độ nhìn ngang như thế này chúng ta có thể thấy là sống mũi đã bị gãy từ phần gốc xuống rồi, đúng không nào? Bình thường thì ví dụ như là đối với một chiếc mũi mà đúng chuẩn như của Doctory chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy là phần gốc mũi sẽ phải có một chút sống và sẽ kéo dài với một đường cong mềm mại theo dọc sống mũi cho đến phần đầu mũi. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là đối với vị khách hàng này trước khi phẫu thuật thì phần gốc mũi gần như là chúng ta không thấy đâu cả, và sống mũi thì cũng cần được nâng cao, và đặc biệt đó là phần đầu mũi chúng ta có thể thấy là góc mũi môi cũng rất là tù và khiến cho cảm giác giống như chiếc mũi đang hơi bị hếch nhẹ một chút, đúng không nào? Và đây chính là những cái vấn đề mà chúng ta phải giải quyết khi mà thực hiện nâng mũi cho vị khách hàng, đó là đẩy dài đầu mũi hơn một xíu, làm sao để cho bớt đi cái độ hếch một chút, sẽ phải làm cho cái gốc mũi cao lên cũng như là đẩy thêm phần sống mũi cao lên để giúp cho cái khuôn mặt hài hòa hơn và cái đường nét của chiếc mũi nó sẽ đẹp hơn, đúng không nào? Và như các bạn có thể thấy đây, chúng ta cũng nhìn từ nhiều góc độ khác nhá. Đối với góc nhìn từ dưới lên, phần trụ mũi cũng cần phải được đẩy cao lên một chút để cho giúp cho cái phần cánh mũi nó sẽ thon gọn hơn, thanh thoát hơn nữa, và làm cho cái phần đầu mũi nó cũng bớt to đi, đúng không nào? Và góc độ nghiêng khác ạ. Vâng, sau khi mà xem xong những hình ảnh như thế này chúng ta cũng cảm thấy giống mình hay là thấy quen quen ở đâu rồi, đúng không nào? Vâng, rất là nhiều chị em gặp phải tình trạng giống như của vị khách hàng đấy ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem là sau 7 ngày thực hiện phẫu thuật nâng mũi S-line Fujifilm tại Doctory thì vị khách hàng đến cắt chỉ với chiếc mũi như thế nào các bạn nhé. Vâng, chúng ta có thể thấy là đây chính là vị khách hàng của chúng ta. Rất cảm ơn chị đã đồng ý để chia sẻ hình ảnh của mình cho các chị em đang theo dõi chương trình livestream. Chúng ta có thể thấy là gương mặt của vị khách hàng đã trở nên rất là hài hòa và đẹp hơn rất là nhiều, đúng không nào? Khi mà chúng ta nhìn thẳng như thế này, với góc nhìn thẳng trực tiếp chúng ta có thể thấy là chiếc mũi đã trở nên nổi bật hơn rất là nhiều so với trước khi phẫu thuật. Phần sống mũi rất là thẳng, đúng không nào? Chúng ta có thể thấy là phần sống mũi hoàn toàn không bị lệch vẹo gì cả. Để đánh giá một chiếc mũi có thẳng hay không thì chúng ta sẽ không phải là chỉ nhìn mỗi cái sống mũi đâu ạ, mà chúng ta sẽ phải căn cứ vào những đường nét khác trên khuôn mặt. Chúng ta sẽ nhìn theo một cái đường thẳng làm sao mà kéo dài từ điểm giữa trán đi qua điểm giao giữa hai cung lông mày, đi dọc theo sống mũi, sau đó là đến nhân trung và đến điểm giữa cằm. Nếu như chiếc mũi của chúng ta, sống mũi của chúng ta nằm hoàn toàn gọn ghẽ ở trên cái đường thẳng mà tôi vừa kể như vậy thì là sống mũi thẳng đấy ạ. Và chúng ta có thể thấy là chiếc mũi đang hoàn toàn rất là thẳng, đúng không nào? Và thứ hai chúng ta có thể thấy một điều rất là dễ nhận ra, đó là không hề sưng nề gì cả, đúng không nào? Không hề tím, không hề sưng nề. Rất là nhiều chị em rất là lo lắng cái vấn đề mà sau khi làm mũi xong thì mũi mà cứ to ra, nhìn nó cứ thô, nó cứ bị tím bầm hoặc là bị nề to đùng ra thì cảm thấy rất là thiếu tự tin khi mà ra đường. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là giống như vị khách hàng này, khi mà thực hiện nâng mũi xong chúng ta có thể thấy là sưng nề rất là ít và hoàn toàn không bị thâm tím gì cả. Đầu mũi cũng đã trở nên thon gọn và rất là nhỏ nhắn.
đầu mũi cũng được đầy dài hơn, sẽ giúp cho chiếc mũi bớt đi cái cảm giác hếch, đúng không nào? Và chúng ta hãy cùng nhìn ở góc nghiêng nhé, nhìn từ góc nghiêng cũng như là nhìn từ góc ngang sang, chúng ta có thể thấy là cái góc trán mũi và góc mũi môi rất là đẹp và hoàn toàn đúng theo tiêu chuẩn chuẩn tỷ lệ vàng rồi đấy ạ. Và đồng thời phần gốc mũi đã được đẩy cao lên, chúng ta có thể thấy đã được đẩy cao lên chứ không hoàn toàn không còn bị gãy như là trước khi phẫu thuật. Vẫn những cái đường nét vẫn rất là tự nhiên nhưng mà có một sự cải thiện không hề nhẹ. Và đặc biệt chúng ta có thể thấy là da, độ đàn hồi của da rất tốt. Điều này thì có ảnh hưởng như thế nào các bạn ạ? Khi mà độ đàn hồi của da tốt như thế này thì việc da được nuôi dưỡng tốt thì sẽ giúp cho là chiếc mũi sau này càng thời gian về sau sẽ càng không bị lộ, không bị lộ chất liệu, không bị bóng đỏ và hoàn toàn tránh được những cái nguy cơ có thể xuất hiện về sau này ạ. Vâng ạ, một chiếc mũi rất là đẹp đúng không nào? Và có lẽ thì trong cái thời gian mà chúng ta đang chiêm ngưỡng chiếc mũi tuyệt vời như thế này thì tôi cũng sẽ xin phép được hỏi chuyện một vài câu hỏi để vị khách hàng của chúng ta sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình sau khi mà thực hiện phẫu thuật xong tại trung tâm thẩm mỹ Dr. D. Em chào chị. Sau khi làm xong thì chị có thấy đau không? Không bị đau. Kể cả trong lúc làm thì chị có cảm thấy đau đớn nhiều khi mà thực hiện phẫu thuật không? Trong lúc làm cũng không đau. Về nhà cũng không đau. Chị có phải uống thuốc giảm đau nhiều không? Không uống luôn ạ. Rất là nhiều chị em cũng giống như chị đấy ạ. Sau khi làm xong thì sau khi hỏi thăm các chị em thì đều bảo là chả phải dùng thuốc giảm đau gì cả. Vậy thì cái việc mà khi mà về nhà nâng mũi xong rồi thì mình có phải chăm sóc cầu kỳ khó khăn gì không? Thì việc chăm sóc có khó khăn không? Chăm sóc cũng nhẹ nhàng đơn giản thôi đúng không? Cũng không phải phức tạp dụng cụ hay là quá nhiều đúng không ạ? Cái việc chăm sóc rất là đơn giản thôi chứ không hề khó khăn như là nhiều vị khách hàng vẫn đang tưởng tượng. Thế trước khi mà nâng mũi thì chị có lo lắng gì nhiều không? Có tìm hiểu quá nhiều về nâng mũi không? Có chứ, phải tìm hiểu chứ bạn. Dạ. Tại vì nói chung là cũng lo, sợ nó không được suôn sẻ, không như ý mình. Đúng rồi, thì nói chung là cái khuôn mặt của mình là cái khuôn mặt là rất là quan trọng, thì là cái đặc biệt là cái mũi nó nằm vùng trung tâm nên là mình cần phải tìm hiểu kỹ như lựa chọn cơ sở uy tín đúng không? Cũng rất là cảm ơn chị đã đặt niềm tin tại trung tâm thẩm mỹ Dr. D. Vậy thì sau khi làm xong thì chị có cảm thấy ưng ý với cả cái mũi của mình không? Hiện tại thì mình cũng ưng ý. Một chiếc mũi thì chúng ta sẽ phải đánh giá theo thời gian đúng không nào? Và thời điểm hiện tại sau 7 ngày chúng ta thấy rất là đẹp. Và tôi tin rằng thì sau khi mà sau chương trình này, sau khoảng 1 tháng và 3 tháng nữa thì tôi tin chắc rằng vị khách hàng của chúng ta sẽ còn cảm thấy tự tin hơn nữa với chiếc mũi của mình. Và sau khi làm xong thì nói chung là sau khi trải nghiệm ra cái dịch vụ nâng mũi rồi thì chị có cảm thấy hối hận về cái quyết định của mình không? Đã làm mà không hối hận đâu. Không hối hận đâu. Nếu mà hối hận mà không hận. Lo sợ thì không làm. Chúng ta có thể thấy những cái chia sẻ rất là chân thật và những trải nghiệm rất là nhẹ nhàng đến từ vị khách hàng của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng là các chị em khi mà thấy những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ như vậy thì cũng cảm thấy việc nâng mũi cũng không có gì là quá khó khăn, cũng không có gì là quá đáng sợ đúng không nào? Vậy thì các chị em ơi, các chị em hãy đến ngay với trung tâm thẩm mỹ Dr. D với hai cơ sở. Cơ sở 1 tại tầng 8 Bệnh viện Đông Đô, số 5 xã Đàn, Hà Nội, và cơ sở 2 tại số 69 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, để được tư vấn cũng như là được các bác sĩ thăm khám và thực hiện dịch vụ phẫu thuật thôi ạ. Và đơn giản hơn, nếu các chị em có bất cứ câu hỏi gì về dịch vụ nâng mũi cũng như là bất cứ dịch vụ nào khác của trung tâm thẩm mỹ Dr. D, các bạn có thể để lại câu hỏi dưới phần bình luận hoặc inbox cho chúng tôi, hoặc là tiện lợi hơn nữa, các chị em chỉ việc để lại số điện thoại dưới phần bình luận mà thôi. Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ cho các bạn để có thể tư vấn cụ thể hơn này, kỹ càng hơn này, có thể đặt lịch cho các bạn để các bạn có thể có những trải nghiệm tốt nhất đến từ trung tâm thẩm mỹ Dr. D. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và ủng hộ cho chương trình livestream của trung tâm thẩm mỹ Dr. D ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.